Xin hỏi nhà thuốc là tôi muốn giảm mỡ bụng thì tôi nên sử dụng loại thảo dược nào ạ? Mong nhà thuốc tư vấn giúp tôi. Chào bạn, để giảm béo, giảm mỡ bụng thì ngoài sử dụng một số loại thực phẩm giúp hỗ trợ giảm cân thì bạn đồng thời cũng phải tăng cường vận động, siêng năng luyện tập thể dục thể thao. Đối với cây thuốc nam thì nhà thuốc có sẵn những vị thuốc giúp giảm cân là sự tổng hợp của các loại thảo dược như là lá phan tả diệp, giáo cổ lam, che vàng, vân vân. Các loại trà này thì có tác dụng giảm mỡ bụng rất là hiệu quả và thường sau khoảng 1 tháng thì sẽ thấy được hiệu quả rõ rệt. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.